Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với tổ chức giáo dục Blue Galaxy Group. Hôm nay mình sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn về vấn đề nên nhập học kỳ tháng 2 hay là kỳ tháng 9 khi du học Đài Loan nhé. Nếu bạn đang có ý định du học Đài Loan theo hệ đại học hoặc là sau đại học thì thắc mắc của bạn không biết thời điểm nào là nộp hồ sơ thì hợp lý thì xem video này là sự lựa chọn đúng đắn của các bạn rồi đấy. Ở Đài Loan, các bạn sinh viên sẽ có 2 kỳ nhập học chính, mỗi kỳ kéo dài trong 5 tháng. Nhưng các bạn sinh viên chỉ cần lên lớp 4 tháng mà thôi, và 1 tháng còn lại là để dự trữ và thực hiện các thủ tục hành chính. Vấn đề này khi mà các bạn nhập học rồi mình sẽ rõ hơn nhé. Mỗi năm sẽ bắt đầu từ tháng 9 và kéo dài đến tháng 7. Thế là kết thúc 1 năm rồi. Năm học được chia làm 2 kỳ với thời gian như sau. Các bạn lưu ý đây. Kỳ tháng 9 hay được gọi là kỳ mùa thu, bắt đầu từ tháng 9 và kéo dài đến tháng 2. Đây cũng là kỳ nhập học chính của Đài Loan. Tất cả các ngành học đều được mở cửa để nhận hồ sơ cho kỳ nhập học. Còn thời gian nhận hồ sơ cho sinh viên quốc tế thường là từ đầu tháng 3. Tiếp theo là kỳ tháng 2 hay còn được gọi là kỳ mùa xuân, bắt đầu từ tháng 2 và kéo dài đến hết tháng 7. Đặc biệt, các bạn lưu ý một điều quan trọng đây. Học kỳ xuân không phải là kỳ nhập học chính của các trường nữa đâu. Vậy nên không phải trường nào cũng mở cửa hồ sơ cho các bạn sinh viên nhập học vào kỳ mùa xuân đâu nhé. Nếu bạn nộp hồ sơ vào kỳ này, đồng nghĩa với việc bạn sẽ ít sự lựa chọn hơn. Hồ sơ vào kỳ mùa xuân thường được mở cửa từ tháng 9 và kéo dài đến tháng 12. Vậy bạn nộp hồ sơ vào kỳ nào? Nếu các bạn đã xem đến đây thì chắc hẳn mình cũng đã có câu trả lời rồi đúng không? Như đã đề cập, kỳ mùa thu là kỳ nhập học chính và cũng là kỳ có rất là nhiều thông tin nhộn nhịp, nhiều học bổng nhất, các bạn sinh viên rộn ràng lên. Các chương trình học bổng của chính phủ chỉ mở cho kỳ mùa thu mà thôi. Vậy nên, nếu các bạn đang cân nhắc cho một chương trình học bổng nào đấy khi du học Đài Loan, thì kỳ mùa thu là một sự lựa chọn hoàn hảo. Tuy nhiên, cũng vì là kỳ nhập học chính nên số lượng hồ sơ sẽ vô cùng nhiều. Bạn sẽ phải cạnh tranh với nhiều đối thủ hơn cho các suất nhập học và học bổng. Do vậy, cơ hội của bạn sẽ bị thu hẹp lại một tí. Kỳ xuân không nhộn nhịp như kỳ mùa thu đâu. Cũng vì thế mà cơ hội của bạn sẽ nhiều hơn khi đối thủ của bạn bị ít đi này. Nói là ít học bổng, nhưng chỉ là không có học bổng chính phủ. Còn các học bổng trường vẫn mở ầm ầm ý các bạn ơi. Nên các bạn cứ yên tâm, kỳ mùa xuân vẫn có cơ hội cho các bạn nha. Ok, bật mí cho các bạn một bí mật mà mình tích lũy được. Đó là khi mà mình nhập học vào kỳ mùa xuân, có một chút bất lợi là các hoạt động sinh viên quốc tế ít hơn nên sẽ là thiệt thòi cho bản thân mình mà thôi. Bạn nhập học vào kỳ mùa xuân cũng có nghĩa là thời gian chuẩn bị visa, vé máy bay và các thứ khác sẽ có một xíu cập rập. Hãy tưởng tượng bạn nhận được giấy báo vào tháng 1, rồi chạy ngược, chạy xuôi, chạy lui trong cái dịp Tết để mà kịp ngày bay. Rồi lễ tốt nghiệp của bạn sẽ được làm trước hẳn 6 tháng. Nói thì nói vậy thôi, tuy nhiên nhìn một cách tích cực, nhập học kỳ mùa xuân cũng có nhiều điểm thú vị. Bạn sẽ đến Đài Loan vào một mùa hoa nở, trời se lạnh nữa. Wow, thật là lãng mạn. Cái cảm giác đó sẽ khiến cho bạn vô cùng dễ chịu. Đối thủ cạnh tranh của bạn sẽ ít hơn này. Các đồng môn của mình khi đi trước một kỳ cũng đã có kinh nghiệm học tập rồi. Mình sẽ có cơ hội để học hỏi. Quá hay luôn. Chốt lại vấn đề, Đài Loan có 2 kỳ nhập học và nếu bạn đang có ý định du học Đài Loan thì cần lên kế hoạch và chuẩn bị giấy tờ để không bỏ lỡ được deadline của trường nhé. Thường xuyên kiểm tra thông tin để xem ngành học của mình vào kỳ này có mở hay không nữa. Này, có phải các ông bà đang nghĩ tình hình Covid phức tạp đến thế này mà du học cái quái gì, đúng không? Thực sự Covid đến đột ngột. Nhưng chính phủ các nước cũng đã có chính sách an toàn sức khỏe cho các công dân trong và ngoài nước. Nếu các bạn không muốn trễ kỳ nhập học của mình thì hãy an tâm. Khi đến Đài Loan,
chúng ta sẽ được cách ly 21 ngày, trong đó các bạn nhớ mang theo đồ ăn phù hợp và chuẩn bị chương trình chào mang với các trường bằng hình thức học online nha. BGG rất vui vì các bạn đã xem hết video của chúng mình. Đừng quên like, share và subscribe kênh để cập nhật những thông tin học bổng du học các nước của chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!